dòng người chờ mua ổ bánh mì đắt nhất Sài Gòn trước tin bánh mì Ô Môi chia tay. Một tiệm bánh mì Sài Gòn trong ngày đầu khai trương khách đến mua kẹt cứng cả con đường từ sáng đến chiều. Dư luận xôn xao vì phía trước tiệm dán bản thông báo tiệm được tách ra từ thương hiệu bánh mì Huỳnh Hoa, hay còn gọi là bánh mì Huỳnh Hoa hoặc bánh mì Ô Môi, nổi tiếng. Bánh mì Ô Môi đã không còn hương vị như trước, bởi vì hai người đã chia tay. Bà Hoa đã lấy tất cả cửa hàng và thương hiệu Huỳnh Hoa. Còn Huỳnh sẽ làm lại thương hiệu bánh mì Ô Môi bà Huỳnh, dòng thông báo trên fanpage của tiệm bánh mì bà Huỳnh đang gây xôn xao mạng xã hội. Người trong cuộc nói gì? 58.000 đồng một ổ vẫn bằng mọi giá phải mua cho được. Hơn 15 giờ, phía trước tiệm bánh mì Ô Môi bà Huỳnh là hàng dài cả cây số, shipper. Khách đứng chờ mua. Trong ngày đầu khai trương, chủ tiệm chơi lớn, mua một tặng một, dù giá ổ bánh mì lên tới 58.000 đồng nhưng người đến mua vẫn kẹt cứng đường số 4. Phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, quyết mua cho bằng được. Bên trong tiệm, hàng chục nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, tất bật cho ra lò từng ổ bánh mì cho khách, không kịp thở. Khuyến mãi lớn cùng với những dòng thông báo được dán phía trước tiệm bánh, chúng tôi không phải là tách ra từ Huỳnh Hoa. Bánh mì Ô Môi bà Huỳnh, gốc Huỳnh Hoa, khiến cho nhiều người không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa hai tiệm bánh này. Trong hàng dài người xếp hàng, phía giữa hàng có bà Lưu Thị Kim Hoa, 56 tuổi, ngụ quận 1. Trưa nay, khi hay tin con gái thông báo có tiệm bánh mì bà Huỳnh tách ra từ bánh mì Huỳnh Hoa, nhiều người đọc quen miệng thành Huỳnh Hoa, nổi tiếng mà cả gia đình mấy chục năm gắn bó. Lại còn khuyến mãi lớn nên bà lập tức chạy đến để mua. Dù đã đợi hơn 30 phút nhưng người phụ nữ vẫn chưa mua được bánh. Mắt liên tục dõi vào bên trong. Bánh mì Huỳnh Hoa đó giờ nổi tiếng quá rồi, đắt sắc ra miếng nhưng miếng nào ra miếng đó. Nghe tiệm mới có khuyến mãi thì qua mua thôi, vì hai mẹ con đều thèm lắm. Tôi cũng tò mò khi tách ra thì tiệm mới có ngon hơn tiệm cũ không nên phải ăn liền cho nóng. Bà nói, nhìn phía sau mình là cả một hàng dài người chen chúc nhau, xe cộ kẹt cứng chật vật qua lại, bà cho biết mình còn may mắn vì sắp được mua. Chưa mừng được bao lâu thì một nhân viên trong tiệm bước ra thông báo, anh chị ơi, hết bánh mì rồi. Mai anh chị ghé lại nhen tại khuyến mãi hết tháng lận. Mong anh chị thông cảm. Vừa lúc đó, chị Mai cũng là vị khách may mắn mua được 10 ổ bánh mì cuối cùng của tiệm, chị nhanh chân ra về. Những người còn lại khi biết hết bánh thì nhanh chóng giải tán, tự nhủ hôm sau lại sớm hơn để mua, trong đó có bà Hoa. Tuy nhiên cũng có những người trụ lại, chen vào tiệm cố gắng mua bằng được dù chỉ một ổ. Anh Nguyễn Minh Đại Hải, 40 tuổi, quận 4, cho biết mình nhận nhiệm vụ của bà xã đi mua bánh mì này vì biết được thông tin trên mạng, cỡ nào cũng ráng mua được nếu không là không có đường về nhà. Dù tiệm thông báo hết bánh, nhưng anh vẫn ráng chờ một xíu xem tình hình như thế nào. Bạn gái tôi ăn bánh mì Huỳnh Hoa đó giờ, đắt nhất Sài Gòn nhưng cũng ngon nhất. Nghe tiệm mới tách ra, cô ấy cũng muốn ăn thử xem có khác gì nhau không. Vị thì chưa biết nhưng nhìn là thấy y chang rồi. Một ổ 58.000 đồng mà được tặng thêm thì hời so với bình thường rồi, anh nói. Thấy nhiều người vẫn còn xếp hàng. Chủ quán bánh mì đặt thêm một ít bánh cho những vị khách quyết tâm ở lại, những khách mới tạm thời không nhận thêm vì đã hết nguyên liệu. Chờ mãi một hồi, anh Hải cũng cầm trên tay được hai ổ bánh mì và vui vẻ ra về. Người trong cuộc nói gì? Anh Trần Đạt, 32 tuổi. Chủ tiệm bánh mì Ô Môi bà Huỳnh cho biết trong ngày đầu tiên tiệm bán được 2.000 ổ bánh, bán từ 5 giờ đến 15 giờ hơn là hết sạch. Bản thân anh cũng khá bất ngờ vì nhận được sự ủng hộ quá lớn từ mọi người. Bánh mì của tôi chắc chắn ngon hơn bánh mì Huỳnh Hoa vì có bí quyết riêng. Sau tháng đầu khuyến mãi mua một tặng một, sau đó tôi sẽ bán ổ lớn với giá 45.000 đồng, ổ nhỏ giá 35.000 đồng, đảm bảo hương vị không thua kém bất kỳ tiệm nào. Mà giá còn rẻ hơn, chủ tiệm khẳng định. Nói về tin đồn bánh mì bà Huỳnh tách ra từ tiệm Huỳnh Hoa, anh Đạt cho biết đây là sự thật. Theo lời chủ quán này, anh đã hợp tác làm ăn với tiệm Huỳnh Hoa nhiều năm, trong đó nhiều nguyên liệu do anh cung cấp. Tách ra cũng có nội tình bên trong nhưng nói chung Huỳnh Hoa không còn gắn bó nữa. Bà Huỳnh là dì bên vợ của tôi. Tôi bức xúc nên ra bán luôn. Cạnh tranh luôn không kiêng nể gì ai hết, anh thông tin.
Trong khi đó, trao đổi với thanh niên, anh Nguyễn Quang Huy, chủ tiệm bánh mì Huynh Hòa, cho biết chưa muốn thông tin trong thời điểm này. Anh Huy cho biết trong tuần sau sẽ có trả lời chính thức cùng những hành động pháp lý đi kèm.